Này, nếu bạn cầu nguyện mỗi ngày mà vẫn chưa được Chúa hồi đáp, hãy xem hết video này, câu trả lời sẽ đến với bạn. Có lần một người đàn ông được hỏi, bạn đã đạt được gì khi thường xuyên cầu nguyện với Chúa? Người đàn ông trả lời, tôi chưa nhận được những thứ tôi cần. Nhưng hãy để tôi nói cho bạn biết, khi tôi cầu nguyện, tôi đã mất đi những gì đó là sự tức giận, cái tôi tham lam, trầm cảm bất an và nỗi sợ chết. Đôi khi câu trả lời cho những lời cầu nguyện của chúng ta không phải là đạt được mà là mất đi. Liệu rằng bạn có tin tưởng Chúa ngay cả những điều bạn chưa biết? Hãy tự trả lời cho mình.